Ở bên Việt Nam đang có một cái tin nóng nữa là một ông giáo sư dạy tiếng Anh, ông có lấy vợ Việt Nam và ông ở Việt Nam 5 năm rồi. Ông tên là Daniel Howard. Ông đã viết ở trên cái Facebook. Ông viết một câu như thế này bằng tiếng 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 Anh, nhưng mà chúng tôi xin phép viết cho tiếng Việt. Nó có hơi tục một chút xíu. Ông nói là ông chọc đầu. Ông bảo á, tôi có một cái đầu chọc giống như là ông Giáp đang có. Thì sau đó ông có xin lỗi, nhưng mà ông xin lỗi trên mạng Facebook, ông lại lên trên mạng Twitter, ông tiếp tục ông viết, ông bảo rằng ông có quyền nói lên cái tư tưởng và chính kiến của ông, dù ông ở nước Mỹ hay là ông ở đâu ông có quyền nói như vậy. Thì hôm qua đó, thì buổi sáng 9 giờ rưỡi sáng đó, thì bên ông gì ông phó giám đốc của cái cơ quan mà gọi là truyền thông và thông tin, ông tự do đó, ông tên là ông tự do, hỏi gì với mấy nào thì ông có tên bốn chữ được, chúng tôi quên mất. Thì ông có nói làm việc với lại cục phát thanh và truyền hình truyền thông địa tín, thì ông Lê Quang Tự Do là phó cục trưởng phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, buổi sáng ông không tới. Thì bên này họ kiên nhẫn 12 giờ trưa họ gọi điện thoại, ông trả lời, ông mà không nhận được thơ là sao ông tới được. Thế bảo thế bây giờ ông có tới không, tôi cho ông buổi chiều. Ông đồng ý buổi chiều, và ngày hôm qua đã gặp rồi. Thì ông nói rằng ông ấy xin lỗi, và ông bảo là ông có cái sự phóng khoáng của người Việt, của người nước ngoài, thành ra ông thấy rằng sợ tự do quá chớn, không ngờ đụng chạm tự ái người Việt Nam. Đấy, thì bên bộ này họ nói rằng ông có xin lỗi rồi sao, nhưng mà ông lại qua bên cái mạng khác ông lại tiếp tục, mà thì như vậy là ông có chủ đích chứ đâu có phải là ông có. Hai nữa, ông ở Việt Nam 3 năm, 5 năm, và ba nữa là ông đã dạy, đã biết được văn hóa Việt Nam và ông đã nói được tiếng Việt Nam, thì tại sao ông lại đi làm cái chuyện đó? Thì bây giờ chưa biết họ sẽ quyết định như thế nào, họ sẽ quyết định hình phạt của ông là một là trục xuất là nặng nhất, hai là có thể là ông được ở lại nhưng mà không cho dạy học nữa và phải đóng một số tiền phạt nào đó thì chưa biết. Tuy nhiên cái công ty Vietjet là cái công ty đó đưa một cái chuyên cơ mà có một cái vẽ một cái bảng à, vẽ một cái slogan cái đó, đề là tôi yêu Việt Nam, để qua đón cái đoàn tuyển thủ ở bên Uzbekistan. Cái vấn đề họ đặt ra đây đó, đáng nhẽ là cái phi cơ mà đi đón đoàn Việt Nam đó là phi cơ của Vietnam Airlines chứ không phải của Vietjet. Nhưng mà giờ phút cuối cùng thì cái phi cơ Việt Nam cũng bay về, nhưng mà có lẽ chở những đồ đạc hay cái gì thôi thì về trước, thì cái phi cơ của Vietjet về sau. Nhưng mà cái sự phản cảm ở đây đó là trên chiếc máy bay đó, đối với tôi đó ở bên Mỹ thì rất bình thường, có những cô Lai thì Thanh Phương, Thanh Hương gì đó, là cô là một người mẫu, thì cô mặc đồ bikini đó. Rồi vào cái toán của cô đi ra, thì bên bà Nguyễn Thị Phương Thảo là bà tổng giám đốc, bà là một trong những cái là đại gia của Việt Nam bây giờ, đứng thứ nhất thứ nhì đấy, chứ không phải ít đâu. Thì bà nói rằng á, cô này tự ý làm, không có, tại vì không phải chủ trương của Vietjet. Xin lỗi. Đấy, Bà nhưng mà xin có lỗi. xin lỗi, bà có xin lỗi này kia thì đại khái đấy. Thì nhưng mà cô lại là Thanh Hương thì cô lại nói rằng là cô được chỉ thị làm như vậy. Thì bên Vietjet thì lại bảo rằng á, đây có thể rằng đây chỉ thị do cái toán đi đón tự ý là tự phát. Thành ra bây giờ quý vị để ý, ở Việt Nam bây giờ có cái chữ tự phát rất là quan trọng, cờ đỏ tự phát, để ý coi rất là nguy hiểm.
cái nào mà chủ trương của nhà nước mới là quan trọng, chứ còn cái tự phát bây giờ là nguy hiểm lắm. Tôi thế này, dạ. Hôm qua tôi cũng có một cái tờ phố buôn xã TV đó, thì tôi mới bảo rằng thì là khi mà cái đoàn tuyển thủ Việt Nam đời xưa đó, cái đoàn tuyển thủ Việt Nam đi qua bên cái giải Medeka với phi đội Medeka đó là đầu tiên duy nhất. Vâng. Thế thì cả thì chỉ có vô địch Đông Nam Á thôi. Mà cái truyền thống của người đàn bà đó mà mình nhìn thấy là cái bản nhạc Thiên Thai đó thôi. Dạ. Thiên Thai chúng em xin dâng hai chàng trái đảo thơm. Không ạ. Tôi có cái gì thì tôi dâng ngay, cái nó là chuyện bình thường. Dạ, rất là bình thường. Cái bọn đạo đức giả nó là nó lại nói là cái này phản cảm nó theo tôi đó. Theo tôi thì cái lòng yêu quý tao ôm lấy mày, tao vồ mày, tao cắn mày, nó là chuyện bình thường. Rất là bình thường. Không ạ. Thành ra nó có cái hay của Việt Nam hay là cái hay gì đó, tức là tao làm rồi tao xin lỗi, tao xin lỗi rồi tao lại làm nữa. Thì cái anh Tây này ban nãy anh nói thì là nói về tướng Giáp mà nói là đầu chọc đó, đầu chọc thì nó mang cái nghĩa thế nào? Ông là đầu chọc. Vâng, nhưng mà thì ông bảo rằng á, trong cái người của trong cái con người, cái của con người tôi đó, thì ông Giáp cũng có một cái giống như tôi đang có, cái đầu chọc. Thế nhưng mà ám chỉ đây đó, ám chỉ đây là cái bộ phận sinh dục của người đàn ông. Tại ông Giáp thì có tóc mà đâu có phải là ấy nè, thì đại khái như vậy. Tại vì mình hay nói rồi, cái gì lưỡng thủ đồng hành nhất chỉ thiên nhất chỉ địa, tức là hai người cùng hai cái đầu cùng đi trên đường thì một cái đầu chỉ trên trời và một cái đầu chỉ dưới đất. Đó thì ý của ông này, ông ví là cái nói về cái tướng Giáp, nhưng mà tôi nghĩ rằng á, ông mang cái đầu ông ra ông ví cái bộ phận sinh dục của tướng Giáp thì ông cái đầu của ông là cái bộ phận đó thì chúng tôi không biết, nhưng mà đó đụng tới tướng Giáp là ở người Việt Nam hai người không nên đụng tới, tức là Bác Hồ và Bác Giáp, thế thôi. Nhưng mà cái chuyện mà bà cái Việt Giáp này đó thì cũng bị bồi thường rồi, hôm qua đã bị phạt, như cái số tiền phạt cũng rất là nhẹ, 20 triệu, coi như tính ra đã tính ra đó là 4.000 đô la thì khoảng chừng 20 triệu, hình như bị phạt 20 triệu nhé, 20 triệu thì coi như là 2.000 đô la, đúng 40 triệu đúng rồi, 2.000 đô la. Có bạn nào nói rằng tôi cái chữ đó là tôi yêu tổ quốc tôi, tôi cái slogan ở đây đó. Thì bây giờ đó ở bên Mỹ cũng vậy. Quý vị vào coi đoàn Lakers đi. Đấy, lúc mà cái giờ nghỉ giải lao hoặc là cái lúc mà Lakers thắng hay là cái gì đó thì có mấy cô pom pom girl đó. Có mà cái quần slip mới là cái chỉ có cái đồ nhanh nhảy tưng ở ngoài giữa sân. Cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên rằng là có nhiều người có nhạy cảm ở cái chỗ đấy. Đây là đoàn tuyển thủ Việt Nam. Các em nó còn trẻ. Nhưng xin lỗi là các em nó còn trẻ chứ nó còn khôn ngoan hơn mình. Nó còn hơn tụi tôi nhiều. Thì các em nó thì tối thiểu các em cũng 20 tuổi. Thì cái tuổi đó nó cũng tuổi trưởng thành. Cũng giống như ngày hôm qua bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Bà tới bà xoa đầu hình như là Công Phượng hay gì đó. Rồi cũng mang lên trên đó là phê bình là bà rất là phản cảm và không nên bà làm như vậy. Bà nhiều khi bà xúc động quá rồi cái tình yêu với cái toán này, bởi vì chưa bao giờ có một quốc gia Á Châu nào, quốc gia ở Đông Nam Á nào mà được đi vào trong cái giải chung kết của châu Á. Bác Cường nói là Makeda năm 1966 thì đó, vào cái đấy thì đó thì hồi đó là lần đầu tiên Việt Nam mang cái giải duy nhất. Nhưng mà cái giải đó chỉ là Đông Nam Á thôi. Và từ sau đó thì cái nền mà túc cầu Việt Nam mà đi xuống dưới. Thì nhân tiện đây đó thì cũng có một cái cãi nhau về cái chữ bóng đá và đá bóng. Thì ở Việt Nam họ dùng nó là bóng đá. Thì tôi nghĩ rằng đây là bóng đá, đây là tên của cái môn chơi. Bộ môn chơi tức là danh từ.
Ví dụ như mình nói bóng chuyền, mình đâu có nói chuyền bóng. Bóng rổ thì mình đâu có nói là rổ bóng. Đấy, đấy rồi. Cái bóng bóng vợt. Đấy. Thì đâu có nói là vợt bóng. Thì đại khái đó là cái danh từ. Còn cái vấn đề mình đá bóng á, thì nó lại là một cái động từ. Đấy. Thành ra bởi vậy tôi nói rằng á, cái nào nó cũng đúng hết. Họ thay vì họ nói gì túc cầu, túc là chân mà cầu là bóng đấy. Thì bây giờ cái chân bóng thì cũng không được nữa đấy, nhưng mà bây giờ nó lại cũng lại xây nhà cãi nhau. Cầu là trái bánh. Dạ. Cầu là trái bánh. À, thế mà nó lại ngược túc lại là cái ở bên Mỹ thì nó lại cái đá football. Banh là, nó lại là soccer chứ nó không phải là football. Dạ, nó không phải là football. Football của nó là ôm trái ôm trái banh bầu dục chạy với cái Mỹ thì ngoại lệ rồi khỏi nói đấy. Không, thì, nhưng mà thật sự rằng là cái vấn đề mình đặt lại cộng đồng Việt Nam mình đặt này, mình chỉ được có mỗi một cái giải duy nhất một lần ở Mã Lai vô địch Đông Nam Á. Nhưng mà bây giờ đây là cái đoàn cầu này đó, cái đoàn mà thắng á, nó về nhà nó không được mừng như đoàn Việt Nam. Chưa bao giờ mà Việt Nam, kể cả các lãnh đạo Việt Nam, và chúng tôi không có biết là cái hồi đó Bác Hồ về Việt Nam thì được đón như thế nào, cái ngày mà mùng 2 tháng 9 năm 1945 thì như thế nào thì tôi không biết. Nước còn nghèo lắm. Dạ, đến đâu mà bây giờ đó thì đó. Cảnh sát còn đi từ có 30 cây số thôi mà đi xe chạy không nổi. Cái anh tài xế anh được chỉ thị rằng cậu phải chạy chậm để cho dân chúng còn có mừng, chứ đừng có chạy như bay hay là chạy như... Mà rốt cục bây giờ không chạy nổi nữa. Anh nó cứ nói rằng thì là mấy cầu thủ này mệt rồi mới đi con đường đó. Tại sao lúc mà các chính khách mà đi thì không dẹp đường mà đấy, cứ hai chuyện nó khác hẳn nhau. Dạ, vâng, à, bây giờ mà nghĩa là đi về rồi tới phủ thủ tướng rồi đi tới chỗ này chỗ kia đó thì nó, nếu mà không có cái mà nó gọi là trục trặc đó, cái mà để cho quần chúng người ta nhảy ra đó, thì nó mất hết cả ý nghĩa. Vâng. Vừa nãy là cái mình chửi người cộng sản, nhưng mà thật sự mình ở đây đó, mình thua họ đấy. Năm năm Việt Cộng leo cây đu đủ không gãy cành. Mà bây giờ đó anh nào anh ấy nó cũng là anh thấp nhất là chỉ có một thước 65, nhưng mà anh nào cũng một trên một thước 7. Cầu thủ Bùi Tiến Dũng thủ môn đó, nó một thước 87, cao như vậy, cao hơn cả cái thủ môn của bên kia. Thì bây giờ cái vấn đề dinh dưỡng thức ăn bây giờ nó cứ bảo là thức ăn bị tàu nó làm hóa chất, mà bây giờ nếu hóa chất thì làm sao mà mình sinh sản tới 90 mấy triệu dân bây giờ được. Mấy đề cơ. Thành ra đó thì tóm lại một câu, tức là thưa cái vận nước nó đang lên. Có thế thôi. Vận nước đang lên. Vận nước nó đang lên. Mình có ước muốn thế nào chăng nữa, cái thế hệ mà con gái của mình nó không thể chân dài nó đẹp như vậy. Không có cái cách gì nó đẹp như ngang như ngỗng. Mình ước làm sao được. Thành ra chứ còn nếu mà mấy chữ nghĩa thì tôi thấy rằng thì là nó tội nghiệp ở cái chỗ rằng là ngày 30 tháng 4 đó, ngày 30 tháng 4 tôi thấy là khi mà cái chữ nghĩa mà cái nghĩa là cái ban tuyên giáo hay là cái ban của Cộng sản nó nói đó thì nó nói là có tình có lý, nó nói logic. Ví dụ cái trung tâm chỉnh hình của mình đó, tức là những người mà anh em đó là bị gãy chân gãy tay nào á, thì nó gọi là trung tâm phục hồi chức năng lao động. Tôi chữa cái tay cho anh để anh lao động trở lại. Tôi chưa thấy rằng thì là một cái chữ nghĩa nào đó nó chữ nghĩa nó sang như vậy. Trung tâm là phục hồi chức năng, như là mình xin lỗi vì cờ đó. Đó. Thế giờ thì là nó có mấy cái thành ra nếu mà nói về mấy cái ông mà pilot mà đi ngoại quốc đó, nó có một cái câu nó mang cái nhục lắm nè.
à, gọi là trả thù dân tộc. Trả thù dân tộc. Ui giời ơi, làm sao mà nó tởm. Không, nó tởm như vậy. Nó mới biết rằng thì là ở trong nước đó là người Tây, người Mỹ nó đè con gái Việt Nam ra. À, còn bây giờ đó, nó đi ra ngoài quốc mà nó gọi là trả thù dân tộc. Không biết là sao nó đê hèn đến như vậy. Rồi thì là à, nó có những cái câu tiếng lóng này chứ. À, ê, à, không ăn cơm thì ăn phở. Nghe nó khấm khú vậy chứ. À, đi ăn phở tức là đi chơi gái đó. Đồ mẹ nó không biết là sao mà. À, nó ghê quá đi. Có một anh Nguyễn Phương Anh, thằng súc sinh Nguyễn Phương Hùng. Sắp chết rồi mà vẫn sủa lên những tiếng kêu của con thú hoang dại. Mày càng sủa nhanh càng chết con ạ. À. Trời, thưa các bạn, tôi chặn anh ta rồi. Nhưng mà thật sự rằng là càng chù ẻo người ta càng sống lâu. Vấn đề chết thì ai cũng chết. Một là không chết hôm nay thì chết ngày mai. Thì một lần chết thôi. Anh chị Khánh Ly nói rằng không thấy đồ ăn thức uống Việt Nam ô nhiễm như thế nào mà con của em nó cao 1m75, cao hơn cửa ba, và ba nó cao hơn cả ông nội, sống lúc thời Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thì thật sự rằng là ở đây tôi nói rằng chống cộng cực đoan, bây giờ tôi hỏi rằng họ đã dùng những cái mà bây giờ mình á, mình phải hãnh diện rằng nói chung bây giờ mình bỏ qua cái chính trị đi. Các con em nó làm được cái chuyện như vậy. Lần đầu tiên một nước, tôi đã có một cái live stream. Tôi đọc tất cả những lời phê bình của cái liên đoàn bóng đá Á Châu. Rồi lại của các huấn luyện viên của các đoàn bên cạnh. Nhất là Mã Lai, Thái Lan, họ đã khen mình nức nở. Mà mình là người Việt Nam thì mình lại đi chối bỏ vậy. Báo chí thế giới nó khen như thế nào? Báo chí thế giới nó khen, thế mà giờ mình lại là người Việt Nam, mình lại đi phê bình mình như vậy. Thì thưa các bác là mình cũng